Nay Hằng đi xem mặt bằng để chuẩn bị mở thêm cửa hàng Yến Chân Tư thứ hai. Địa điểm lần này thì Hằng sẽ ưu tiên chọn các vị trí gần bệnh viện trung tâm Sài Gòn, vì khách hàng của Hằng bảo khi mà nằm viện á thì thích ăn một chén cháo yến thật là tươi nóng, mà cửa hàng của Hằng ở quận 7 ship vào thì xa quá. Tháng này Hằng đi chơi hơi nhiều, chỉ còn có mấy ngày cuối tháng nên là cũng cố gắng cày. Target cho phiên live trưa hôm qua nó chỉ có 700 triệu thôi. Hằng live 3 tiếng là đủ rồi, mà ráng thêm một chút nữa, dư một tí nó mới yên tâm. Mỗi lần mà livestream á thì phải bơm yến liên tục thì mới có sức để nói. Nhiều người cứ bảo ăn yến làm gì, thịt cá trứng sữa nó có đầy đủ dưỡng chất hết mà không ăn. Hằng đồng ý, nếu là mọi người ăn uống tốt nè, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng thì mình không cần đến yến đâu. Nhưng mà sẽ có những lúc mình bệnh nè, mình đâu có ăn được nhiều đâu, hay là có những đứa trẻ nó biến ăn rồi thì làm việc liên tục không có ăn uống đúng giờ như Hằng á, mà không có yến chắc tụt đường luôn á. Bữa nào mà lười chân yến á là Hằng chạy ù ra cửa hàng nhờ bếp chân luôn cho nó lẹ. Hằng có một cái tủ lạnh mini ở trong phòng ngủ chỉ dành để yến với nước khoáng thôi. Với thiệt ra nếu mà biết cách ăn yến á thì không có đắt đâu mọi người. Mình có thể lựa chọn yến vụn nè, tức là những cái mảnh bể từ tổ yến á, tuy là sợi nó ngắn và bé nhưng mà vẫn giữ được trọn vẹn dưỡng chất nha. Giá thành thì rẻ hơn yến sợi rất là nhiều nữa, nên nếu mà muốn tiết kiệm chi phí á thì mọi người có thể thử chọn yến vụn cho bé và gia đình mình nhé.